Xin chào mọi người. Bây giờ tôi đang thử chiếc đàn Gwen mã số là W20. Sau khi lắp cho nó bộ EQ thì có hiện tượng là cái cầu đàn hoặc là bridge ngựa đàn đã coi là bị bong, và tôi đã xử lý xong mấy tuần. Hôm nay thì trông nó rất là được. Không kém cái cũ lắm, và nó bắt được bắt rất là chặt vào mặt đàn, gõ thoải mái. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.